Chào mọi người, chào mừng đến kênh Trang Sức Phụ Kiện Sinh Nhật Thảo. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2024. Em có lên một số mẫu sản phẩm giới thiệu toàn thể quý anh chị. Toàn bộ hàng là hàng sinh nhật. Đây là hàng đã qua sử dụng nên em không bao chống nước cho mình nha. Anh chị nào mà mua hàng em thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0902 810 07. Bên em là cọc tiền hoặc chuyển khoản em sẽ đợi mình. Anh chị nào có đơn hàng trên 300k chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn ship. Và trước khi vào video thì anh chị cho em Thảo xin một like và đăng ký kênh để em có nhiều động lực ra nhiều video mới hơn, nhiều sản phẩm chất lượng hơn tay quý anh chị nha. Mẫu đầu tiên mà mã số 1 này, để cả nhà là 1,2 triệu một chiếc đồng hồ của Senco nha. Đồng hồ pin, hộp còn đẹp đi tặng ok. Chị nào đang cần tìm quà tặng cho các anh chồng mình và anh yêu của mình này. Đây, mã số 1 nha, 1,2 triệu. Cái này thì nó còn rất là mới nha mọi người. Nó chỉ còn thiếu cái táp của cái hộp thôi, cái táp con đồng hồ cho mọi người ngắm sơ ha. Nó rất là đẹp nha, đồng hồ Senco chạy chronograph chống nước 100m, có lịch ở góc 3 giờ. Dòng này thì được cái là nó dạ quang rất là sáng nha mọi người. Cái niềng của nó còn cực kỳ đẹp nha, niềng xoay full chức năng, full kim nha mọi người. Size của nó là size 40. Full cả nấm là 42, 43. Dây thép, vỏ thép nha mọi người. Dây khóa đồ zin, mong nó sẽ chống nước. Đồng hồ 6 kim chạy chronograph dành cho nam nha, 7 kim chứ. Dây tay chứ nào, dây tay tầm 19-20, dây tay còn rất là dài. Chị nào thích thì lấy chiếc này nha, để tặng quà. Anh nào tự thưởng cho mình thì lấy mã số 1, để nhà là 1,2 triệu nha. Đồng hồ Senco full chức năng 7 kim. Tiếp theo mã số 2 này. Em có một chiếc đồng hồ của thằng Anniken 2, dòng đồng hồ của thương hiệu của USA, một thương hiệu của Mỹ, dòng đồng hồ mặt xanh dương này, hai lòng có kim rốn ở góc 6 giờ, đang chạy chuẩn giờ nha, đẹp, mới. Có hộp đi tặng được nha, hộp nguyên zin có này mọi người. Nhưng mà tiếc rằng cái đồng hồ này một tí nha mọi người. Là cái vỏ đó là vỏ si thôi, vỏ si thôi, nó còn hai móc dây cho mình này. Mà đeo vẫn ok nha, đẹp nha. Sử dụng máy Ronda của Thụy nữa. Chiếc này em để cả nhà là mã số 2 này, 300k này. Đó. Nhưng mà đẹp, đi tặng quà cũng được ok nha mấy chị nữ. Sai tay chiếc này nó còn hai móc dây nên không có đo nha. Tay tay tầm 17, 18 gì đó. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3 này, em có con đồng hồ Engin dành cho các anh nam nha. Đồng hồ vừa pin vừa cơ, một cơ tự động. Đồng mọi người lưu ý chiếc này nha, là cái pin chạy chuẩn giờ, cái cơ thì đang chạy, nhưng mà vấn đề là ở cái búa của cái cơ này nó bị con ốc giữa để giữ cái búa nó bị gãy rồi. Thành ra em sale cho mọi người chiếc này nha, là mã số 3 này, 550 nha. Mọi người lưu ý là búa ở chiếc cơ tự động này nó đang bị lỗi, bị gãy mất cái chốt con ốc gài á, con ốc gài cái búa. Đó. Mặt cực đẹp nha, size to, size 42 dành cho nam. Dây tay cũng còn dài nha mọi người, dây khóa, dây vỏ rồi nguyên zin. Dây vỏ là vỏ thép luôn, size to dành cho nam. Dây tay tầm 18 đổ về. Đồng hồ Engin. Chiếc này giờ đấu mắc lắm mọi người, đấu không có đâu. Hàng chính hãng của Engin nha mọi người. Của Fossil, em nhầm nãy giờ cứ đọc vào Engin qua. Cái này của Fossil. Hàng chính hãng của Fossil á. Mã số 3, 550 nha. Size to. Tiếp theo mã số 4 này. Em có một con đồng hồ Engin Automatic bản Dulux nha mọi người. Chống nước 200m này. Bản này là bản quốc tế International. Được bộ cọc số vàng, có dạ quang, kim có dạ quang mọi người. Kính giọt lệ, kính rất là đẹp nha. Kính không có chảy xước luôn á. Đang chạy rất là ok, cơ tự động. Dòng này thì nó sử dụng bộ máy của Miyota của Nhật nha mọi người. Đó. Có lịch ở góc 3 giờ này. Niền khía, form rất là đẹp nha. Tiếc rằng là con này thì nó hơi bị mòn vàng rồi. Anh nào mua thích mà bỏ qua được cái lỗi mòn vàng của nó thì mình lấy mình chơi được nha. Size 35.6. Mọi người coi kỹ nha. Dây form nó rất là đẹp, form nó y chang form Rolex luôn này. Dây
cái dòng cái em để cái dòng dây đờ mi này nó hay bị mòn lắm. Đó, bị mòn vàng rồi nha. Dây khóa đồ zin này, mông của nó đây mọi người. Cơ automatic có hỗ trợ có tay của Engin nha. Máy Nhật nha, máy Miyota của Nhật. Vỏ đồ là vỏ SS nha mọi người. Vỏ thép đó. Tiếc cái bộ dây thôi. Dây rất là đẹp nhưng mà dây còn rất là dài mọi người, nhưng mà nó để lâu quá xong cái nó bị mòn. Form cực kỳ đẹp. Mặt đẹp, form đẹp. Kính đẹp. Chỉ có nấm mòn vàng này, cái niềng cũng hơi bị mòn vàng nhẹ. Cái sợi dây đờ mi cũng mòn vàng. Chính để cái nhà là mã số 4 1 triệu nha, dây tay dài biên ma. Lịch đồ chạy ok nha mọi người. Chiếc đó em test em kiểm tra hết rồi. Máy đẹp. Chiếc này là một chiếc đồng hồ test note dành cho các anh thích đồng hồ 6 kim 3 cốt này. Nhưng mà chiếc này kìa. Cái núm này mọi người là em vẫn bấm được nha. Vẫn bấm được nhưng mà kiểu như nó bị lâu ngày quá rồi nó bị rít á. Đây này em bấm. Người coi cái kim đĩa này không chạy này, em bấm là nó chạy này. Đó, dừng này. Chạy cho no grab nha, chống nước 10 ATM này. Dây khóa vỏ thép hết nha. Dây khóa zin, mong để sẽ chống nước này. Đó. Anh nào mà bỏ được cái những cái lỗi đó thì lấy được con này rẻ này, đồng hồ pin nha. Chạy cho no grab, mặt đẹp. Mã số 5, để cái nhà là 400k nha, size to, chiếc này size hình như 40 41 vậy. Size 39.5. Đó, dây còn dài nha. Dây này tầm 18. Mã số 5. Để cái nhà 400 nha. Coi như là bán. Nếu mà tính bán giá đó là giá sát luôn rồi. Giá là lấy phụ kiện đó. Tiếp theo mã số 6 này. Lên ở nhà một con đồng hồ 6 kim 3 cốt rất đẹp. Form tăng nha. Mặt màu xanh dương. Có lịch ở góc 4 giờ rưỡi nè. Chạy chronograph nha. Có dạ quang mọi người. Đó. Cùng chức năng. Size cũng khá là to, dây khóa nguyên zin, vỏ thép nha mọi người. Size của em này là size 38 này, form tăng size 38 ngang. Nhưng cho càng này nó rất ôm tay. 44.8. Dây dài mọi người. Dây tay dài. Mông đẩy xoáy trong nước. Chiếc này để ở nhà là mã số 6 này, 550 nha. Dây dài lắm, dây phải 20. Mặt màu xanh dương, chạy 6 kim 3 cốt. Lịch độ ok hết mọi người. Lịch nhanh độ ok nha. Mã 6 550. Tiếp theo mã số 7 này, em có một chiếc này siêu đẹp cho mọi người. Cái mã nó bay đâu rồi? Giới thiệu cả nhà một con đồng hồ Paul Smith này. Cực kỳ đẹp nha. Form tăng dành cho nam, có kim đĩa góc 7 giờ. Kim đĩa 7 giờ mọi người, cái núm ở góc 4 giờ này rất là độc nha. Màu đẹp, màu mặt kiểu hai lòng luôn, kính thấy một đẹp. Đẹp nguyên bản đẹp luôn. Con này là nguyên bản đó nha, size 37.5. Nhân cho cả càng là 44. Dày là 7 10 ly nha, dày 10 ly. Dây đồ là dây thép đúc này. Mông của nó này, mọi người coi cái mông uy tín không? Đó. Này em dính cái mực vô. Mọi người lưu ý nha, chiếc này dây tay của nó ngắn rồi. Dây tay có tầm 10 16.5 đổ lại thôi. Anh nào mà tay 16.5 thì lấy luôn đeo. Còn anh nào tay to hơn thì em tặng mọi người một bộ dây da nha. Đây, em có bộ dây da này tặng cho mọi người. Đó. Anh nào mua tay to hơn thì em tặng cái này nha.
Này là em để cả nhà là mã số 7 này, để cả nhà là 700k nha. Mọi người lưu ý là tay dây tay nó ngắn nên thành ra bán cho người nó rẻ một chút. Trừ bớt 100, thường thường cái dòng này em bán 800, 850. Do dây ngắn, tặng 10 bộ dây. Đẹp lắm nha mọi người. Chạy kim đĩa này. Mã số 7, 700 nha. Tiếp theo mã số 8. Đây, nó bay như này mà không biết. Tiếp theo mã số 8 này, em có một con đồng hồ Just Study bản sport, bản thể thao. Form này là phù hợp với những anh nào mà tay bé, tay nhỏ nhỏ, tay tầm 10 16 độ lại đeo rất là đẹp nha. Và anh nào mọi người lưu ý là tay 15 đến 16 là đeo vừa luôn nha. Là mình khỏi phải cắt mất dây, tại vì dây của nó rất là dây ngắn, tầm 16 độ lại thôi. Đó. Form rất là đẹp. Chạy 6 kim, 1 cốt mọi người. Bản sport của Just Study. Bộ kim, cọc số, dạ quang. Dây khóa vỏ là thép nha. Mông của nó này, mông nó sẽ chống nước. Bản này thì được đây mùi, vỏ mông của nó này. Mông rất là đẹp nha. Nhìn bộ mông là thấy chất lượng này. Dây là đồ là thép đúc hết rồi. Dây khóa của nó này. Mọi người lưu ý nha, chiếc này tay 16 thôi. 16, ví dụ anh nào tay 16 độ lại thì đeo luôn, tại vì nó phù hợp với những anh tay nhỏ này. Rất là đẹp nha, bản sport. Đeo chất, cực kỳ chất nha, phù hợp tay nữa, tay 16 thôi, 15.5 là đeo đẹp nhất. Mã số 8 để nhà là 650 nha, bản Just Study, hàng hiệu Just Study mọi người. Hàng hiệu này thì mọi người search trên Google là ra, hiệu này cũng lớn hồi xưa giờ. Tiếp theo em có một cái mặt Angin H này, dành cho anh nam, 6 kim 3 cốt nha, chạy full chức năng, chạy chronograph. Đó. Chiếc này size của nó là size 40 nha, dành cho nam. Cái này thì em không có dây nha, em còn búp zin và cái mặt đồng hồ zin nha, còn dây da của nó thì lỗi rồi. Đó, mong Agin H khóa zin hết nha. Dòng này thì nó là một nhánh của thằng Senko thôi mọi người. Chạy full chức năng nha, chạy chronograph này. Có lịch ở góc 4:30, mặt màu xanh dương, dây vỏ thép. Mã này là mã số 9, để cả nhà cái mặt này và cái khóa, nó có cái búp zin của nó nha mọi người, búp zin của nó nên bán mọi người là 900k nha, 6 kim 3 cốt. Agin H mặt màu xanh dương, size to dành cho nam. Tiếp theo mã số 10 này, em có một chiếc đồng hồ cũng là này thì 5 kim. Hiệu nó là bản United Round. Dòng này thì được bộ kim cọc số dạ quang, có hai kim đĩa hai bên rất là đẹp nha mọi người. Chạy full chức năng. Test cho mọi người hai kim đĩa trước, có lịch này mọi người, lịch ok nha, kim đĩa chạy hết nha mọi người. Cái kim đĩa nhỏ này là mọi người cứ chạy một phút là nó sẽ quay một vòng á. Lịch nhanh ok này. Đó. Dây khóa đồ zin nha, dây zin của nó khóa zin. Mong đây, vỏ của nó là vỏ inox, vỏ full inox, size to dành cho nam, mặt màu nâu, size 41. Chiếc này để cả nhà là mã số 10, 650 nha, dành cho nam, nguyên zin, dây dài đẹp, đeo rất là đẹp mọi người. Mã số 10 nha. Tiếp theo mã số 11 này, em có một con đồng hồ Savento Mara. Dòng này là đồng hồ thương hiệu của Italia. Cơ tự động, full hộp, full sổ thẻ mọi người. Dòng này là đồng hồ mới 100%, chưa sử dụng, chưa lên tay. Mã số 11 để cả nhà là 2.5 triệu nha, full box. Nó còn siêu luôn á, lúc em đấu về là còn siêu chưa bóc. Con này là cơ tự động, cơ lộ,
của Italy, sử dụng máy Nhật nha. Đây. Còn táp đồ hết nha mọi người. Dây khóa đồ là zin, zin từ A tới Z. Đây. Form cực kỳ đẹp. Đang chạy luôn này, em cầm ra đang chạy luôn. Đó, lỗ mông, lỗ đáy, lỗ tim nha mọi người. Sử dụng máy Miyota, máy 21G. Máy cực kỳ đẹp nha. Dây khóa zin hết nha mọi người. Đó, anh nào thích cơ lộ, mặt đẹp, mặt màu, mặt này rất đẹp nha. Mặt cái kiểu vân 3D á. Size cũng to nữa. Chiếc này size của nó là size 42 nè, đồng hồ dành cho nam. Form rất là đẹp nha. Cơ tự động có hỗ trợ có tay, lỗ tim, lỗ đáy và lỗ máy nha. Kim rốn chạy rất là mượt mọi người. Mã này thì full box rồi. Và làm quà tặng là cực kỳ ok. Em gắn tục cái siêu rồi này. Nó cực kỳ mới nha. Tiếp theo mã số 12, em có một con đồng hồ hàng siêu tầm dành cho các chị này, T-shirt. Hàng Thụy Sĩ nha, form tăng, cơ cổ của Thụy Sĩ, cơ cót mọi người. Dây khóa đồ zin hết mọi người. Đó, lên cót đang chạy nha. Đây nó dập chuyện này. Mông của nó còn siêu cho bóc này. Switch T-shirt in Zealand. Xin 1863. Chữ nó hơi nhỏ em đọc không rõ. Dây khóa đồ zin mọi người, hàng là hàng tồn kho luôn á. Dây đồ còn tốt nha, khóa đồ zin này. Khóa cũng có chuyện ở đây. Khóa có chữ T. Để mở cho mọi người coi cái máy nha. Máy này thì khỏi bàn. T-shirt Thụy Sĩ, mặt cực kỳ đẹp nha. Mọi người coi cái mặt của nó này, rất là đẹp. Đây. Dòng này nó bọc vàng 20 microm mọi người. Chuyện switch mất này. Mọi người coi ở góc 12 giờ. Bọc vàng 20 microm. Máy này. Ù máy quá đẹp luôn mày. Máy cực kỳ đẹp nha mọi người. Máy T-shirt này. Đang chạy. Chạy gọi là chạy pha pha luôn. Nào mà thích siêu tầm lấy chiếc này nha. Đây nó còn một cái ti hay cái bát gì ở đây này. Chiếc này tí xuống em gắn lại cho mọi người. Nó còn một cái ron á, tí mình xuống phải bỏ lại cho nó cẩn thận. Nói chung là anh chị nào thích thì cái mã đó là mã 12, để cả nhà là 550 nha. Tiếp theo mã số 13, lên cả nhà một chiếc đồng hồ của Quýt mọi người. Quýt có full hộp dành cho nam. Hộp này thì đi tặng ok. Mã số 13 để cả nhà là 450 nha. Mới ken xà beng mọi người. Quýt này là của Senco, chạy 2,5 kim. Rất là đẹp nha. Này thì không còn gì. Nước vàng của nó khỏi chê nha mọi người. Hàng si nhưng mà nước vàng khỏi chê đâu. Đường sau còn siêu chú bóc này. Nó rất là mới. Đây. Nhưng là không có gì diễn tả. Size của nó size 42 nha. Dòng này thêm bán nhiều rồi. Anh nào thích hoặc chị nào cần quà tặng này. Đó. Mã 13. Để cái nhà là 450 nha. Có hộp thì tặng. Mới ken. Tiếp theo là em có một con đồng hồ cơ cót của Senco. Dòng này là dòng 24G. Em không hiểu sao mọi người
cái bảng đấu bên Nhật rồi, những cái dòng mà có con số La Mã đấu lúc nào cũng mắc hơn những cái bảng bảng trong này nè. Đây này em để ý, nhưng bảng 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 cọc số này nó bảng La Mã nó mắc hơn cái bảng này đó. Chứ này là cơ cót nha, đang chạy ok này, lên cót ok nha, 24G mặt ở trong nó rất đẹp rồi. Ở góc ở giữa kim này nó có vết thời gian rồi này. Kính nó cũng có sức lông mèo nhẹ mà được thay vào đó thì chúng ta được một bộ dây dây lụa rất là ngon rồi. Dây lụa của Ambi này, dây thép mông của nó đây nha, vỏ con này là vỏ SS, máy đẹp đang chạy. Size của chiếc này là size 33 nha mọi người, nhân cho cái càng là 36. Chiếc này để cả nhà là mã số 14 này, 650 nha. Đồng hồ cơ cót của Senco, dây lụa. Bộ dây này em đấu không là hết 300 ngàn luôn. Dây lụa đẹp này. Để mở thử cái máy này. Mở cái máy cho người coi những cái dòng này thấy mỏng mỏng, máy máy cực kỳ đẹp nha mọi người, máy 24G này, máy 2220A này. Máy khỏi bàn, chiếc này để cả nhà là mã số 14 nha, 650 mã 14, mặt rất là đẹp rồi, kính có vết thời gian rồi này. Không ta, em nhìn bên này thì không thấy, hình như không phải đâu mọi người, kính nó còn còn tương đối đẹp á, kính nó chỉ có nhìn nó còn rất đẹp mọi người. Chung là có vết thời gian nhẹ nhưng mà kính còn đẹp nha. Mã số 14 650 nha mọi người, cơ có anh nào bữa hôm hỏi em đồng hồ cơ này. Tiếp theo là em có một chiếc đồng hồ của hiệu Seto dành cho nữ nha mọi người. Hàng này là hàng full box. À quên, hàng mới sẽ sử dụng đó. Nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Anh nào mà chơi những cái dòng đồng hồ Seto Thụy Sĩ mọi người, của nam thì nó rất là mắc nha, của nữ thì nó mềm, giá nó mềm hơn. Nó còn siêu cho box này, hàng chưa sử dụng, chưa lên tay luôn, đằng sau này. Mong đáy xoáy trong nước. Set to dành cho nữ nha, hàng hiệu Thụy Sĩ, bộ kim dạ quang này, có lịch ở góc 3 giờ, góc xốp trò dễ nhìn, liền xoay này chứ. Mã này là mã số 15 nha, để nhà là 500k nha, dành cho các chị nữ này. Form này thì đẹp rồi, form này dễ lên tay các chị rồi. Size 29, chị nữ nào mà tay mụn mỉm lắm rồi. Rồi rớt cái tờ giấy gì rồi. Đó, lên rất là đẹp nha, dài dài miên ma. Test sơ một cái lịch luôn, nấm bạn cổ chai luôn nha mọi người. Xoay cái lịch ra. Chưa đúng với nó khó lịch hả ta? Không biết có lịch nhanh không mà em chưa xoay được lịch nhanh mọi người. Mới xoay được lịch 24 giờ ta. 24 giờ thì nhảy này. À, lịch nhanh ok mọi người. Nó còn một cái nấc ở đây nữa nè, nãy rút chưa ra, chưa tới. Đó, lịch nhanh ok nha. Nấm vặn của trai, hàng mới cho lên tay của nữ, mã số 15 để nhà 500k nha. Dây đồ là dây thép đúc mọi người.
này do nó mắc cái đồ này. Về mọi người gỡ bớt ba cái nhựa này đi là khóa nó dễ. Chung là rất là mới nha, 15 500k, hàng set to, hàng hiệu của Thụy Sĩ. Dòng này thì em thấy đồng hồ nam nó, những cái dòng này nó mắc tiền lắm, nữ thì nó mềm, giá nó tốt cho người chơi. Tiếp theo là em có một cái chiếc đồng hồ của hiệu Mazzacost này, đồng hồ thương hiệu của Thụy Sĩ nha, một hàng hiệu chứ, đồng hồ hàng hiệu Mazzacost. Chiếc này được cái mặt, mặt nó độc độc, mặt màu ghi, size cũng to, size 36.7, size 37 đi mọi người, đang chạy ok, lịch ok hết nha. Dây khóa, dây được là dây thép này, vỏ thép này, mã số 16 nha, để ở nhà là 380 nha. Dây tay 16.5, 17 đổ lại thôi. Mazzacost, hàng hiệu mắc tiền mà em để lâu quá rồi, bán rẻ mọi người về mọi người dùng. Tiếp theo là mã số 17 này, em có một con đồng hồ Seiko Dolce, cọc số La Mã, form nó cũng khá là đẹp mọi người, nấm đính đá này, dây dây vỏ là thép nha, nó được em cái niềng vàng, niềng đờ mi vàng đẹp nha, mặt đẹp, Seiko Dolce, size cái này là size 33, size 33 mọi người, 32 chấm mấy thì 33 đi. Chiếc này dành cho nam tay nhỏ hoặc là nữ này, dây khóa zin bóp zin hết nha mọi người. Mong mã số 17 để ở nhà là 350 nha, Seiko Dolce, nam tay nhỏ hoặc là nữ tay to, dây dài bóp đồ zin. Tiếp theo là mã số 18, em có một con đồng hồ form tăng của Oren. Chiếc này hình như bị khô dầu, bị khô dầu rồi. Khô dầu rồi, em bỏ qua nha, để em đi lau dầu đã, sợ mất công tới tay các anh chị sử dụng á, mình hay nó bị khô dầu không chạy, mất công người phải đi ra ngoài thợ người lau dầu. Em có chiếc này rất là đẹp mọi người, chiếc này là của thằng Godfield này, đồng hồ của Đức cộng mùi Germany, một 856 này, bản này thì em đấu full box, có hộp có sổ thẻ nha, nhưng mà dạng như nó là hàng hiệu mà tồn kho mùi, để rất là lâu, đẹp nha, form rất đẹp, có trục tung trục hoành, cọc số dạ quang, vỏ đồ là zin, vỏ này nấm này, dây là zin hết nha, nhưng mà dây thì có cái thời gian rồi, nó để lâu quá, thật ra là chưa sử dụng rồi, nhưng mà để lâu quá nó bị gãy dây rồi đó. Về mọi người phải, anh nào mua thì mọi người phải kiếm bộ dây mới, rất đẹp nha. Size chiếc này là size 37, dành cho nam, đồng hồ của Đức, kính lồi, mặt có trục tung trục hành, mặt màu đen, vỏ SS, vỏ inox, mùi nấm zin này, khóa đồ zin, dây zin hết nha. Có hộp sổ thẻ, chứ này em đấu bên bên Nhật là 1,2 triệu nha. Anh nào mà lúc đầu em đấu thì em tưởng là dây khóa đồ ok hết, thành ra là về bán kiếm được lời ít mọi người, lời ít đồng mua sữa cho con, mà cuối cùng về nó dây nó bị lỗi rồi. Bán mọi người bằng giá đấu nha, 1,2 triệu nha mọi người. Và em sẽ tặng kèm cho mọi người bộ dây để mọi người đeo. Coi như lỗ tiền pin với tiền dây rồi. Đồng hồ này là của Đức nha. Form cực kỳ đẹp, để em lên tay cho mọi người coi nè. Đang chạy trúng giờ luôn á. Tiếp theo là mã số 19 nè. Em có một chiếc đồng hồ của thằng Senko, đồng hồ cơ cót đang chạy trúng giờ nha. Form đẹp, form size 35, 34 chứ, 34.5 đi, nhân cho càng là 37, rất là mỏng nha mọi người,
Độ dày là 7 ly. Chưa được 7 ly đâu. Đồng hồ cơ cót của Senco, dây khóa phụ kiện nha. Lên cho mọi người bộ dây khóa tốt này. Mong của nó đây. Chiếc này thì máy nó cũng tương tự với chiếc trước nha. Nếu anh chị để mở luôn cho rồi. Lên cho mọi người bộ dây khóa phụ kiện, dây khóa tốt nha mọi người. Mã số 19 này, để cái nhà là 700k nha. Chiếc này thì được cái là kính đẹp, mặt đẹp, vỏ đẹp. Chúng là đẹp. Ôi da. Máy đẹp chậm người. Máy 24G này. Máy mới keng luôn. Mã 19. Để ở nhà là 700 nha. Senco cơ cót dành cho nam. Tay của cơ cổ mà. Dòng nó là dòng cổ. Tiếp theo là em có một con đồng hồ Wired, đồng hồ chạy chronograph. 7 kim nha mọi người, chạy full chức năng. Rất đẹp, form tăng. Có lịch ở góc 3 giờ. Ngang là 37. Nhưng cho cả càng là 44.8 thì cho 45 đi mọi người. Dây khóa phụ kiện nha. Đồng hồ Wired. Form tăng, form đẹp nha. Chiếc này nếu mà bản mà dây zin độ người là em bán phải 850 á, nhưng mà dây của nó là dây phụ kiện thôi, dây khóa phụ kiện. Bán một người là 650 nha, đồng hồ Wired. Bộ kim có dạ quang nha mọi người, chạy full chức năng, mặt đẹp, mặt màu xanh dương, form tăng đẹp nữa chứ. Form này mấy anh lên tay đúng bài luôn rồi. Tiếp theo là mã số 21. Mã này là mã 20 nha mọi người, để cả nhà là 650 này. Này là mã số 21. Em có 3 cái hộp đồng hồ để bàn. Đây, 3 cái này. Nói chung là em có nghía qua rồi, có mở qua test sơ rồi. Chỉ có chiếc này đang chạy nè, đang chạy này. Còn chiếc này không thấy chạy, về mọi người phải tự xử nha. 3 chiếc này em bán tự xử luôn. Để cho mọi người coi từng cái ha, cho dễ nhìn. Chiếc này thì được cái form đẹp. Nước vàng đẹp. Vỏ thì còn tương đối cũng ok nha mọi người. Vỏ này về mọi người vệ sinh một chút nha. Đó, một chiếc này. Mã 21. Đây là chiếc thứ hai. Chiếc này thì đã bị mất một con ốc ở đây. Nhưng mà mặt đẹp, đang chạy. Vỏ đằng sau cũng đẹp nha. Hai chiếc. Và chiếc thứ ba. Mặt đẹp nè. Chiếc này thì cũng không thấy chạy nha. Vỏ đẹp nha, về mọi người phải xử lý lau dầu gì đó. Tìm mọi người bán 13 chiếc này. Mã số 21 550k nè mọi người. Đấu đồng hồ để bàn nó rủi ro vậy mọi người. Đấu ba con này mà bán mỗi giờ về nó không chạy thì phải bán cho người về người tự xử nha. Giá tự xử nó chưa bằng giá, gọi là chưa bằng một nửa giá em đấu nữa. Ba chiếc này đấu triệu mấy, về bán chưa được nửa giá. Tiếp theo mã số 22 này. Em có cặp này dành cho các chị. Size này là tầm 10, tầm chiếc này là tầm 10 15 này, chiếc này size to hơn một tí. Là 16.5 đổ lại đi. Bán cho mọi người cặp này, đồng hồ Paul Smith mọi người, một cái là mặt màu xanh ngọc, một cái màu hồng phấn. Này thì nữ thì em khỏi đo size mặt nha. Mã số 22 này, để ở nhà là 380k mọi người. Cái này thì kim rốn này. Chung là để miết thành ra tính là cái tiền mà thay pin cũng hòa vốn rồi, thôi bán xe gặp người đi, đường nào cũng lỗ rồi mà, cắt lỗ luôn. Tiếp theo là mã số 23 này, em có con đồng hồ Senco Automatic mặt màu xanh dương, kính cắt vát, có lịch ở góc 3 giờ, dòng cơ tự động của nữ, có hộ chịu có tay. Lắc đang chạy rồi này.
Chiếc này về mọi người phải lau dầu thêm. Bán mọi người chiếc này là mã số 23 350 nha. Size của nữ, size nhỏ, nó hàng 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 mặt cực kỳ đẹp, một tính mới, kiểu như hàng mà trong hàng tồn kho mà nó chưa sử dụng. Người ta chưa sử dụng size 26 á. Mọi người coi cái mặt này. 21G nha, cơ tự động dành cho nữ này. Nó rất là mới mọi người. Nhưng mà để lâu quá rồi, dòng đồng hồ cơ cót, cơ cổ, cơ auto mà để lâu quá là nó khô dầu. Lịch nhanh ok mọi người. Đó, lịch nhanh ok luôn nha. Mã số 23 để cái nhà là 350 nha. Mặt màu xanh xanh dương, cũng hàng hiếm rồi. Cơ tự động mà xanh dương của nữ, hàng hiếm. Đây này, em có cái này là độc này. Cái này là em bị lừa mọi người. Cái form đĩa bay này là được trước em có đấu một con nam rồi, size to này. Đó, đấu tưởng nó chụp nó phóng lên một bên, nó phóng lên, mình đấu mình nhìn thấy tưởng con nam. Ai về lúc đấu về là con nữ rồi. Chiếc này là lỗ này. Size 30. Đó, form cực kỳ đẹp nha, form đĩa bay nhưng mà dòng cho nữ, đồng hồ cơ cổ này, cơ cót cổ dành cho nữ, form đĩa bay. Lên có đang chạy ok mọi người. Cọc số nổi màu cam này. Rất là đẹp, mặt đẹp. Em này là lịch giật nha mọi người. Lịch nhanh là lịch giật này. Đó, lịch độ ok, vỏ đồ vỏ thép nha, vỏ SS đó. Đây còn tương đối. Chị nữ nào mà thích cái dòng đồng hồ cơ cổ form đĩa bay size tay 18. Đấy, chiếc này đang chạy ok, mặt đẹp. Lịch đẹp. Bán mọi người chiếc này là mã số 24 450 nha. Em đấu chiếc này là nam đó mọi người, trên web để là nam mà bị lừa đó mọi người. Nam thì nó sẽ có giá hơn nữ rất là nhiều. Tiếp theo là em có một chiếc đồng hồ Senco 17G. Mọi người thấy siêu phẩm dành cho nữ không? Rất là đẹp cho mọi người coi này. Đó, nó đính hai viên đá gì hai đầu này. 17G. Mới ken luôn, bản này là hàng chưa sử dụng cho lên tay. Nó mạ, nó có bọc vàng mọi người, những cái đồng hồ cơ cổ này là bọc vàng. Bọc vàng trắng. Hoặc là mạ bằng trắng, những cái dòng này. Rất là đẹp nha. Chị nào mà chơi trắng này bán cũng được giá vàng, bán phân kim cũng được tiền. Chiếc này mấy anh kia bán mình cũng được hơn 100.000 tiền phân kim. Size 17 nha. Nhưng mà form rất đẹp mọi người. Nó mới ken luôn á, người coi cái mặt đó nè. Kính nè. Vỏ nè. Đó. Vỏ nó nè. Đây nó còn có chuyện nữa nè. Dây nó cực kỳ đẹp nha, để em coi xe tay cho các chị. Giá chiếc này làm để cả nhà là mã số 25 nha, 450 nha. Cực kỳ mới luôn, dành cho nữ chưa lên tay. Dây chiếc tay chiếc này thì tầm dây tay tầm 15.5 thôi nha. Chị nữ nào tay tầm 15.5 thì lấy về đeo luôn, khỏi cắt mắt. Hơn chứ 15.5 thôi mọi người. Chị nữ nào, nữ tay nhỏ mà. Rất đẹp mọi người. Siêu phẩm á. Cái đó tính là siêu phẩm cơ cổ dành cho nữ. Tiếp theo mã số 26, em có một con đồng hồ Senco Dolce, vỏ đá dành cho nam, form tăng. Rất là đẹp nha, mới scan. Size của chiếc này là size 30.5. Nhưng cho cái càng là 36, chiếc này là mã số 26, để nhà là 550 nha. Vỏ đá nấm đẹp, mông đẹp, vỏ đá tùng ten lắm người. Mọi người lưu ý chiếc này nè, nó rất là mỏng nè, nhưng mà cái pin của nó cũng là pin mỏng á, nhưng mà em không có pin mỏng. Pin 916 mà em bỏ mọi người là pin 921 nha. Pin Nhật về mọi người để vậy đẹp cũng được, còn không thì anh nào kỹ tính thì mình ra mình thấy có pin mỏng thì xài cho nó ok nha, đảm bảo. Máy nó rất là mới nha, mặt đẹp, máy mới. Sai tay dây lụa thì chỉnh, dây còn dài, dây khóa zin nha. Đây, khóa zin của nó này. Mông này, dây còn dài. Dây tay thì chỉnh, mọi người chỉnh tới đâu, tay tới đâu chỉnh tới đó.
form đẹp. Mã 26. 550 nha mọi người. Tiếp theo mã số 27 này. Cũng có một cái đồng hồ lụa form vuông dành cho nam. Đẹp lắm nha mọi người. Dây khóa đồ zin mới keng của Citizen. Mặt hai lòng. Có lịch góc 3 giờ. Size 28.5. Nhưng cho cả càng là 36. Form quá đẹp mọi người. Đây dây dài nguyên zin. Mong nó mới keng nha, mình coi này. Đang chạy chuẩn giờ luôn, lịch đồ là ok hết nha mọi người, để test cho mọi người. Đó, lịch đồ ok hết nha. Lịch nhanh ok nè. Lịch thử ok nè. Chiếc này là mã số 27, để ở nhà là 450 nha mọi người. 27, 450. Tiếp theo là cái mã số 28 này. Em có một chiếc đồng hồ của Senco 7 kim 3 cốt nha. Mọi người lưu ý chiếc này nè, rất là đẹp nha. Nói chung là đẹp. Chỉ có một cái lỗi là ở cái dây. Trừ mất 100 ngàn ở cái dây bị mòn, à bị xước này, chày cái dây. Mong vỏ đồ đẹp nha. Dây dài. Kính đẹp. Size 30... Nếu mà đo ở đây này, là 39 này. Đo ở cái mặt cái niềng của cái mặt kính không á thì là 36 này. Đó, size cũng to mọi người. Em nghĩ là size phải đo như thế này mà đúng. Size 39 40 lận. Dây dài nha. Đó, mắt dây nó còn rất là dài này, về mọi người mình bỏ bớt cái mắt đường nào tay các anh cũng chắc cũng không đến nổi đến hai cái mắt trước này đâu. Bỏ hai cái mắt trước đi ra là mình xài. Con đồng hồ rất là đẹp nha. Dây phải 20 mọi người. Hơn 20 á, tại vì nó còn một khúc dây ở trong nữa mà. Chạy full chức năng nha, máy mới đẹp. Đó, hai chiếc này bán mọi người luôn. Chiếc này cũng còn rất đẹp nha. Chiếc này là lỗi là bị trừ đáng lại 800 ngàn, mà trừ 100 ngàn bị xước dây. Mọi người bán mã 10 là mã 28 này, 700k này. Đó, dây dài miên ma, đẹp. Anh nào bỏ được cái lỗ xước thì lấy chiếc đó. Còn chiếc này thì khỏi điểm trừ nha, còn rất là đẹp. Dạ quang, sáng trưng. Dây cũng còn 18. Dây khóa đồ zin, mong để sao trong nước. Chiếc này size của nó là size 30 38. 38 39 mọi người, 39 này, 38.5. Mã số 29 này, để nhà là 800. Đó, lên tay bao đẹp mọi người. 18. Mã 29. Tiếc chiếc này các mọi người. Đấu chiếc này về tiếc không nhìn được cái bộ dây nó bị xước này. Form nó cực kỳ đẹp nha, nhìn nó đơn giản, lịch sự. Những anh nam nào mà làm công sở đeo những con đồng hồ rất đẹp nha. Về ví dụ tay anh nào nhỏ hơn bỏ bớt hai mắt này đi. Tiếp theo là mã số 20-30 này, em có cặp bút này. Một cây bút của Pilot. Bút máy của Pilot mọi người. Bọc ngòi vàng này. Nó bán người cặp này. Người lưu ý là bút lại bán tự xử nha. Cây bút này là của thằng Burberry này, hàng hiệu Burberry mọi người. Vỏ đồ nó cũng còn không được đẹp lắm. Còn tương đối thôi, bút bi nha, Burberry bút bi này. Cây này hình như hai ngòi, ba ngòi vậy đó. Cặp này để ở nhà là mã số 30 300k này. Bút của Pilot, bút máy của Pilot ngòi vàng nha. Ngòi nhỏ. Mã 30 300. Rồi, video của em tới đây kết thúc nha. Anh chị nào mua mã nào thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0902810007. Ví dụ như mình mà nghe không rõ thì mình có thể mở phần mô tả của video lên nha mọi người. Em có để cách thức mua hàng ở dưới. Và em xin kết thúc video ở đây và em xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị ạ.